hai các bạn. Bây giờ lại là phần tâm sự của Tân. Thì câu chuyện hôm qua khá là ghê rợn ha. Thì câu chuyện ngày hôm nay còn ghê hơn vậy nữa. Câu chuyện ngày hôm nay có thể nói là một câu chuyện mà ớn lạnh về cái sự việc như là nhiều thứ lắm. Nó gom ở câu chuyện chiều nay thì Tân sẽ kể nó vào 5 giờ chiều. Còn bây giờ là phần tâm sự. Mấy bữa nay là những ngày Tân rất là vui vì cái lượng người subscribe nó trở lại với Tân như là một cơn sóng thần bão biển. Và cái lượng người truy cập cũng như là coi kênh rất là cao. Thì đó là điều mình rất là thích, đó là thành quả mình đã làm được. Trong suốt thời gian qua mình cố gắng mình kể chuyện và mình trao đổi cũng như là chia sẻ với các fan của mình. Ngày càng nhiều người yêu thương mình hơn, không? Những người mới, những người cũ thì vẫn ủng hộ mình. Đó là những điều mình rất là thích. Thì bên cạnh đó thì tối qua thì Tân có gửi lên trang fanpage của mình một tấm hình, thì các bạn đã nhìn rồi đó. Nó cái chuyện tâm linh là có thật không? Bạn nhìn tấm hình đó, các bạn thấy cái sự việc nó khá là ghê ha. Hôm qua mình 80 mấy bình luận. Thì những ai ở trong trang YouTube của Tân mà chưa qua fanpage á, thì các bạn hãy đăng ký bên fanpage và qua fanpage để coi cái tấm hình ghê rợn đó, để mình hiểu hơn thế giới tâm linh nó luôn tồn tại ở bất cứ nơi đâu, dù là một địa điểm du lịch hay là một nơi các bạn đã từng sống rất nhiều năm. Làm sao các bạn biết được khi mà tuổi đời của mình chỉ có 100 năm tuổi thọ, trong khi thế giới được hình thành cả ngàn năm trước đây. Rất là nhiều những câu chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống này mà mình không biết được. Hôm nay lại là một ngày thứ bảy cuối tuần. Thì Tân không biết các bạn có dự định gì cho ngày cuối tuần này chưa. Còn Tân thì phải làm việc. Hôm nay ngày thứ bảy mà vẫn phải làm việc rất là nhiều. Những cuộc hẹn, những cuộc gọi điện của khách hàng để mà trả lời cũng như là chia sẻ về cái công việc của mình. Rồi lên kịch bản cho câu chuyện chiều nay. Thì mỗi sáng thì phải nghe tiếng chim hót như vậy thì mới thoải mái trong lòng được. Hôm nay một ngày làm việc khá nhiều. Thì nhiều bạn hỏi là Tân có tình yêu hay chưa, hay đã yêu người nào hay chưa, hay là có nghiêm túc hay chưa. Thì các bạn biết không, cuộc sống của Tân nó giống như một cái chuyện hài vậy đó. Mặc dù Tân là người rất mê chuyện kinh dị, nhưng mà cuộc sống Tân nó giống như một cuốn phim hài vậy đó. Không có cái gì là kinh dị hết. Trong tình yêu của Tân cũng vậy, giống như là các mối tình của Tân nó giống như là nó không có như mình mong muốn. Cái mối tình đầu tiên đó là mối tình đầu đời, Tân đã kể rồi. Thì khi bị chia tay á, là do bản thân của mình cũng lụy người ta quá, thì mình rút kinh nghiệm cho cái mối tình sau, thì mình sẽ ít đặt cái tình cảm của mình vào người đó, mà mình bắt đầu mình lo công việc nhiều hơn. Thì chắc có lẽ vậy mà những người sau này họ cuồng và họ có những cái sự chiếm hữu ghê rợn quá mà làm cho Tân sợ. Thì kể sơ một câu chuyện thôi. Cái người đó đó là mình rất là thích, tại vì nhất là dáng cao nè, đẹp nè và tự lập. Mình thích một người phụ nữ tự lập, có thể lo được cho bản thân mình và một chút xíu thông minh, đừng có ít kinh nghiệm với cuộc sống quá. Tại vì Tân muốn cái người bạn gái mình có thể cùng với mình làm những cái chuyện lớn lao hơn. Thì vào thời điểm đó Tân tìm được một người giống như là giống như vậy, tự biết chạy xe được trong thành phố nè, rồi tự đi gặp khách hàng này kia. Cái người cũ của mình á thì biết nhưng không có chạy xe vững. Những người cũ mình á đa số như tiểu thư vậy, họ không biết đi xe luôn. Còn có người không những vậy mà có người là từ nhỏ được đùm bọc á, thì mình chán. Thứ nhất đó là họ hiền quá, họ không có một cái gì cá tính để cho mình nhìn tới. Thì những người mà mình quen thì muốn cá tính, mà đặc biệt thời điểm đó không hiểu tại sao rất là mê rock. Mà nếu nói về trong rock Việt Nam á, mà thần tượng của mình á là nhóm Michael Way, là của anh nhạc sĩ nhạc chính là như anh Tuấn Khanh. Bài Tìm Lại là một trong những nhóm nhạc rock mà mình yêu thích duy nhất ở Việt Nam. Mình không thích nhóm nào khác nữa, mặc dù mình biết rất là nhiều nhóm, nhưng mà mình không thích. Mình chỉ thích có nhóm anh Michael Way đó thôi, nhóm Tìm Lại thôi. Mặc dù mình biết nhóm Da Vàng nè, nhóm Unlimited nè, rồi nhóm ngày xưa còn có nhóm gì, nhóm Khoai Lang Tây gì lum lá, nhưng mà
ở gì lắm, Lizzie Dawn rồi đó, những cô gái gì đó. Thì Tân chỉ thích cái nhóm Microwave thôi, tại anh Tuấn Khanh hát rất là hay những cái bài hát mà nó đi vào lòng của Tân, mà nó giúp cho Tân có một cái động lực để mà Tân có thể phát triển. Thì hồi đó ở ngay cái chỗ quán cà phê Acoustic ở ngay đường Ngô Thụy Nhiệm á, trong cái hẻm á, thì Tân hay vô đó uống bia với lại nghe nhạc của Microwave đó. Bây giờ Tân không biết cái chỗ nó còn nữa hay không, tại vì đã lâu lắm rồi Tân phải đi làm lo cuộc sống. Thì thời điểm mà Tân quen cái cô đó, cô cũng rất là rock, rồi Tân thích ơi là thích luôn. Nhưng mà cô yêu bị cuồng dại các bạn, biết là cô không cho Tân đi đâu á, Tân đi ăn, Tân đi uống, thậm chí Tân đi toilet nó cũng phải cho cổ biết là tại sao Tân đi toilet ở đâu rồi tại sao đi toilet lâu đến như vậy, rồi này kia. Nó rất là sợ, Tân rất là sợ. Và đặc biệt là cổ mỗi lần cổ điên lên á là cổ chở Tân bạc mạng luôn, mà Tân sợ lắm, mà vừa sợ vừa mất mặt nữa. Cổ chở Tân ở ngoài đường Bến Thành, cổ giận á, cổ nẹt bô các bạn. Em tại sao anh dám bỏ tôi, sao anh không trả lời điện thoại tôi, bốc đầu chạy lạng lách. Trong mấy cuộc tình đó, Tân không biết Tân là con trai hay con gái nữa. Tại đáng lẽ ra cái đó phải là một cái người con trai phải nóng như vậy, còn cô nó là con gái mà cô nóng lắm bạn. Cô không giống như người ta, còn Tân chỉ biết ngồi phía sau ngậm ngùi thôi. Thật Tân sợ chết, Tân sợ chết lắm. Mà chạy xe mà chạy cái kiểu đó là Tân sợ lắm. Mà bốc đầu chạy là tại sao? Mà bạn biết Tân, trọng lượng của Tân á, trên 100 kg, mà bốc đầu kiểu đó là xe lật luôn. Còn bả có mấy trăm gram mà. Mà bà bày đặt, bà hù, mà thằng mập nó sợ thiệt, mình sợ thiệt. Bà làm thấy ghê lắm kìa. Rồi xong rồi á, tự nhiên đứng ngoài đường nhiều khi mình giải thích nó, tại vì hồi nãy á, là anh đi chụp hình, cho nên là anh không có tiện mở điện thoại, anh không biết em gọi. Cái gì? Anh nói gì? Anh không biết tôi gọi hả? Anh không có thần giao cách cảm với tôi hả? Được rồi, rồi anh không còn thứ nữa. Tôi tự tử, xong tiện ban thẳng cái cục điện đập đầu bạn. Trời ơi, mình sợ muốn chết luôn, cái cuộc tình nó kinh khủng lắm. Thì nói chung á, là mình phải suy nghĩ đắn đo hơn mỗi ngày làm sao đó mình chia tay cái bà này. Tại vì nếu như mình còn quen bà nữa là bà sẽ tự tử và làm đủ thứ chuyện hết. Thì rốt cuộc là Tân chia tay bà được các bạn. Thì khi chia tay Tân cảm thấy rất là nhẹ nhõm, thoải mái. Thì Tân cũng sợ quá, thì Tân lo công việc và Tân cũng không muốn nghĩ đến cái chuyện tình cảm trong tương lai nhiều. Tại vì thật sự đàn ông nên có sự nghiệp. Một khi sự nghiệp vững chắc và cái mối quan hệ nó lớn thì cái chuyện tình cảm nó dễ dàng hơn. Còn một khi á, bạn không có sự nghiệp thì một là bạn bị người ta bỏ, hai là bạn sẽ quen những cái người bị cuồng bạn, thì rất là nguy hiểm. Nếu mà bị bỏ thì bạn buồn, mà bị cuồng thì bạn sẽ giống như Tân. Cái cô đó rất là nặng luôn. Nếu mà mình vẫn còn quen nữa thì có khả năng á, không những tự hành xác bản thân mình mà nhiều khi cô chuyển sang cô hành xác luôn mình thì sao, đúng không? Tình cảm nó có nhiều cái nó chuyển biến khó hiểu lắm. Nó giúp cho người ta ổn định trong sự việc, nhưng mà nó cũng trong công việc, nhưng mà nó cũng giúp cho làm cho con người ta nó bức bối, khó chịu nếu như không tìm được một cái nhân duyên của mình. Cho nên là Tân cũng khuyên các bạn là còn trẻ, yêu vẫn cứ yêu, nhưng mà lo sự nghiệp, lo công việc vững chắc đi. Khi mà các bạn không có nền móng vững chắc rồi, tình cảm nó bền vững lắm. Nếu như các bạn có bị bỏ, các bạn cũng không có buồn. Các bạn gặp người cuồng, các bạn cũng biết cách bạn giải quyết. Giống như bạn phải có kinh nghiệm cuộc sống. Chứ còn thật sự mà thả lỏng con người mà yêu mà gặp nhiều chuyện lắm. Và đó là lý do tại sao rất là nhiều người tự tử một cách rất là lãng. Rồi cái kiến thức thiếu hiểu biết nắm tay nhau tự sát. Thì cũng từ đó mới lòi ra những câu chuyện ma mà Tân kể các bạn. Cái gì nó không phải có hả lý do của nó hết. Thì nếu các bạn cảm thấy là cuộc sống mình đầu tiên giống những lời Tân nói là đúng á, thì các bạn nên tạo dựng sự nghiệp đi, nó không khó đâu. Mình làm bất cứ công việc gì cũng được, miễn sao mình có sự học hỏi trong công việc đó là mình phải làm. Đàn ông, đặc biệt là đàn ông á, là phải cần làm nhiều để có kinh nghiệm bảo vệ cho vợ con mình, cho gia đình mình. Thì phải có nhiều kinh nghiệm, phải đi làm nhiều. Gia dấp, lừa gạt hay là phản bội là những chuyện rất bình thường trong cuộc sống mình phải gặp. Đừng có nghĩ cái chuyện đó quá nặng nề hay là cái nghiệp gì hết. Đầu tiên là mình phải sống tốt bản thân mình, sống tốt với mọi người và làm việc. Còn người ta hại mình, người ta phản mình cái gì đó, mình phải tự hiểu một là lý do tại sao người ta làm như vậy, mình ngu hay là người ta ác, để mình rút ra kinh nghiệm cho mình các bạn ha. Thì Tân tâm sự ít thôi để
một cái đầu tuần, một cái cuối tuần vui vẻ bên gia đình các bạn ha, và hẹn các bạn 5 giờ chiều nay với một câu chuyện kinh dị thật là ghê rợn. Bây giờ thì bye bye.